Ái và Trân Như xin kính chào quý khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do. Kính thưa quý vị, Trân Như và Hoàng Ái hiện đang đứng ở National Mall và ngay đằng sau Trân Như và Hoàng Ái đó là Tòa Quốc hội. Nơi đây cũng là nơi mà Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ đứng để đọc bài diễn văn cũng như là tuyên thệ nhậm chức lần thứ hai của ông trong 2 tuần tới, thưa quý vị. Và thưa chị Hoàng Ái, thì Trân Như biết là trong 4 năm vừa qua thì Tổng thống Obama cũng đã có nhiều những cái thành tích mà ông đã đạt được trong 4 năm vừa qua, phải không thưa chị Hoàng Ái? Dạ, thưa anh Trân Như và thưa cùng với quý khán thính giả, thì Tổng thống Barack Obama đã nhận lãnh trách nhiệm trong cái bối cảnh là kinh tế bị khủng hoảng và tỷ lệ thất nghiệp thì rất cao, dạ, và người dân thì bị mất nhà cửa và cái cuộc chiến chống khủng bố cũng đang kéo dài. Dạ vâng. Hao tốn rất là nhiều sức người cũng như là tiền của. Thế nhưng mà trong 4 năm vừa qua thì Tổng thống Obama đã thực hiện được một phần những cái kế hoạch mà ông đã hứa hẹn với người dân từ năm 2009. Đó là ông đã ban hành những cái đạo luật về kinh tế cũng như là về y tế, và đặc biệt là trong cuộc chiến chống khủng bố thì đã gặt hái được những cái kết quả mà người dân mong đợi trong cái cuộc chiến chống khủng bố. Dạ vâng, cảm ơn chị Hải. Và thưa quý vị, người cử tri của Hoa Kỳ họ có bằng lòng với những gì mà Tổng thống Obama đã làm trong 4 năm vừa qua hay không? Trân Như và Hoa Ái xin mời quý vị cùng đến với một số chia sẻ của những vị khách mà Trân Như đã gặp trong ngày hôm nay. I think he did a lot of good legislative actions last time. Tôi nghĩ rằng trong nhiệm kỳ vừa qua, Tổng thống Barack Obama đã ban hành những đạo luật hữu ích như đạo luật y tế mà người dân trông chờ. Ông cũng có thái độ cởi mở hơn với những người đồng tính. Và bên cạnh đó, quân đội cũng được cải thiện nhiều hơn. Better gun control in our country, that's really important. Well, he ran with the slogan hope and change, but I don't think it was the change we were looking for. Tổng thống hô hào là hy vọng cho sự thay đổi, nhưng tôi không thấy có sự thay đổi nào thực sự như chúng tôi mong muốn. Tôi thấy Tổng thống Obama tiếp nối những gì mà Tổng thống George W. Bush chưa hoàn tất và tiếp tục duy trì chiến tranh. Bây giờ còn dự tính tăng cường quân lính đến các quốc gia ở châu Phi. Chính sách quân sự đã tiêu tốn hàng triệu tỷ đô la. Nhiều thanh niên đã phải hy sinh nơi các chiến trường xa tổ quốc. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Obama đã không giúp cho Hoa Kỳ thay đổi tốt hơn. Chính phủ ngày nay chỉ là những lời hứa hẹn và phần lớn ích lợi đều do tầng lớp trung lưu trong xã hội quyết định. Tôi nghĩ rằng quốc gia này cần phải có một thành phần thứ ba, bởi vì dù Cộng hòa hay Dân chủ cũng đều không mang lại sự đổi thay cho Hoa Kỳ. Well, these past 4 years have been a roller coaster. 4 năm qua thật sự là đầy thử thách, nhưng tôi đánh giá cao những nỗ lực của Tổng thống Obama trong công việc tái thiết quốc gia, cố gắng tạo nên sự phát triển cho nền kinh tế, hỗ trợ công ăn việc làm cho dân chúng. Tôi không biết là tôi có thể chịu nổi mức thuế hiện giờ hay không, vì đối với tôi, đó là mức thuế cao. Tuy nhiên, tôi biết ơn những gì Tổng thống đã làm cho những người kém may mắn bằng các phương tiện giúp đỡ họ duy trì cuộc sống trong điều kiện khó khăn. Và còn một điều quan trọng nữa mà tôi đánh giá cao là gia đình Tổng thống quan tâm đến cuộc sống lành mạnh. Mối quan tâm này bày tỏ sự mong muốn rằng mọi người đều có sức khỏe. Chỉ bởi có sức khỏe thì chi phí bảo hiểm mới rẻ và chúng ta không phải chi trả nhiều cho chi phí bảo hiểm này. Tôi thật sự rất hài lòng về những gì mà Tổng thống đạt được trong 4 năm qua. Into our insurances. So there are definitely a lot of values that I do appreciate of the president, and those are two that stand out. Vừa rồi là những chia sẻ của cử tri Hoa Kỳ rằng họ có hài lòng hay không trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Barack Obama. Dạ vâng, và thưa quý vị, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những phần chia sẻ của cử tri Hoa Kỳ và cái kỳ vọng của họ như thế nào trong 4 năm tới của Tổng thống Hoa Kỳ. Mời quý vị nhớ đón theo dõi. Hoa Ái và Trân Như xin tạm biệt và xin hẹn tái ngộ trong thời gian gần nhất.